Singapore đã vượt mặt Hong Kong, Trung Quốc để trở thành nơi giàu có bậc nhất châu Á khi có đến 240.100 triệu phú. Theo báo cáo xếp hạng mới nhất của công ty tư vấn đầu tư định cư Henley và partner hợp tác cùng hãng nghiên cứu thịnh vượng toàn cầu New World Wealth, Singapore đã vượt mặt Hong Kong trong danh sách các thành phố giàu nhất thế giới. Theo đó, giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2022, số lượng triệu phú ở Hong Kong đã giảm 27% xuống còn 129.500 người, trong khi Singapore tăng 40% lên 240.100 người. Hong Kong giờ đây xếp thứ 7 sau Singapore 2 bậc trong danh sách các thành phố giàu nhất thế giới. Vào năm 2012, Hong Kong là thành phố có số lượng triệu phú nhiều thứ tư thế giới. Singapore hiện cũng vượt mặt Hong Kong trở thành thành phố giàu có nhất châu Á. Chính sách siết chặt quản lý của Bắc Kinh đối với đặc khu Hong Kong đã thúc đẩy làn sóng di cư của người giàu và văn phòng quản lý tài sản gia đình đến các trung tâm khác. Trong khi số lượng công ty đầu tư quản lý tài sản của giới siêu giàu đã tăng gần gấp đôi trong giai đoạn đến năm 2020 đến năm 2021 tại Singapore, thì Hong Kong đang nỗ lực bắt kịp khi công bố những chính sách tốt hơn về thuế vào tháng trước. Báo cáo của Henley và Partner công bố hôm 18 tháng 4 đánh giá mức độ giàu có ở 97 thành phố thuộc 9 vùng trên thế giới. Dựa trên số lượng cá nhân có giá trị ròng cao nắm giữ tài sản từ 1 triệu đô la Mỹ trở lên, New York vẫn là thành phố giàu nhất thế giới với 340.000 triệu phú trong năm 2022. Theo báo cáo, trong giai đoạn năm 2012 đến năm 2022, số lượng cá nhân có giá trị ròng cao ở New York tăng 40%. Mỹ cũng là quốc gia dẫn đầu với 10 thành phố lọt vào danh sách 50 thành phố giàu nhất thế giới. Và Trung Quốc xếp thứ 2 với 5 thành phố. Xếp thứ 2 trong danh sách các thành phố có nhiều người giàu nhất thế giới là Tokyo với 290.300 triệu phú. Và tiếp theo là khu vực vùng vịnh San Francisco, bao gồm thành phố San Francisco và thung lũng Silicon với 285.000 triệu phú. Các vị trí theo sát là London, 258.000 triệu phú, Singapore, 240.100 triệu phú, Hong Kong, 129.500 triệu phú. Trong một hạng mục thậm chí còn ưu tú hơn, khu vực vùng vịnh San Francisco dẫn đầu về tổng số tỷ phú với 63 người. Tiếp theo là New York, Bắc Kinh, Los Angeles và Thượng Hải, thành phố Hàng Châu của Trung Quốc dẫn đầu với mức tăng 105% trong 10 năm qua, trong khi thành phố Austin, bang Texas, Mỹ đứng thứ hai với mức tăng 102%. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.